Ok, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình và mình là Namat. Nhá. Ui ôi, bác tin à. Món này không có cypher thua đấy. Anh em chia nhau đi. Omen à? Omen cũng được, Omen dùng cái cổng tele cũng được. Không biết chơi con gì bây giờ? Lựa Sova à? Mẹ đấy, rồi lại thêm thằng em nữa cấp bác Sova rồi tôi biết chơi con gì đây. Mẹ tôi lại cầm dép và tôi fit cho bây giờ. Tôi cầm dép tôi múa rồi. Nope. Phoenix nhá. Phoenix, ok. Phoenix đi cho tí tôi ném quả flash vào mắt anh em cho vui. F to respect anh em nhá. Cái lần đầu tiên tôi chơi con này là tôi ra rank rank đồng mấy ở bên server Bắc Mỹ. Ôi. Tôi lại lên combo cũ nhá, xây dép với giáp 1. Đánh A nào. Phi nhá. Ừ, cá rô phi thôi. Sợ đếch đi, đi. Anh ném lửa vào trong. À thôi, đếch cần. Phi luôn à. Mồm. Một em ơi, có con gì ở giữa sai luôn này. Reyna giữa sai luôn. Thùng. Reyna chết luôn rồi, trên Heaven 1 rồi. Heaven 1. C4 đâu? Ở đâu đây? Nhà vệ sinh à? Cẩn thận nha, cẩn thận. Vào này rồi. Đây rồi. Nó biết anh ở đây rồi. Ok. Game là dễ thế. Mấy mạng đây, ui giờ làm 4 mạng luôn à. Ui dồi ôi, lâu chơi Phoenix dễ thế. Bình tĩnh. Trận này lên MP5 giáp 2 đi anh em. Lên MP5 phi. Để anh đi long nha, Vào anh em ơi. Anh ném lửa góc tù này. Vào. Có thằng tele. Ôi, hỏng rồi. Cẩn thận nhá. Ở đâu đấy? Hay, ok. Nào, flash, từ em ơi. Từ anh flash này. Có Z yếu. Oh! Này thì chạy vào lửa này. Vào em ơi. Vào luôn chạy. Vào luôn. Vào đi. Hay. Anh check CT nhá. Ok. Ê! Lâu lắm tôi bắn được Phoenix này luôn. Đúng là từ hồi ra sang Bắc Mỹ xong đến Hàn Quốc. Xong rồi bây giờ mới quay lại chơi cái con này. Anh có ulti, anh phi, anh check chắc nhá. Này. Ôi nó flash anh em ơi. Anh vào này. Trên 1 em ơi. Vào. Nhà vệ sinh chết, à quên rồi, cái chỗ đấy là cái gì quên xứ rồi. Trong sai kìa. Ôi đồ đấy. Ôi. Ngoài bedroom còn một kìa. Không có bom ở đây. Ok. Anh đang phải nhìn thằng ngoài bedroom mà. Dùng luộc đây. Mà skin kia nhìn ngứa mắt lắm. Nên là tôi để về cái skin mặc định này nhìn cho dễ. Được, ơ Súng đâu? Đưa súng đây. Súng đâu? Ok. Đấu skill à? Gì đây đi ra em cầm khẩu MP5 đấy đấu skill cái gì? Đấm vào mồm nữa. Bedroom 1. Nó nấp sờ mốc ạ, vãi đái. Ô
Hai em ơi, hai hai chết rồi, chết rồi. Còn Heaven, Heaven, Heaven. One enemy remaining. Hay quá. Ô. Ok Không sao. Nhưng mà ít nhất là chắc chắn thắng. Cẩn thận nha. Kìa, Reyna ulti kìa. Này em ơi. Ui, ok thank you em máu kìa. Đổi bê đi, sang bê. Có bom rồi à? Ô, anh mất mẹ súng rồi. Không sao, chết thôi em, báo vị trí thôi. Ô vào đâu đấy, ốp đâu đấy. Ok em ơi. Sao bố anh em mò sang A được mà. Sang A được, à sang B. Ok đi bê. Đi chạy luôn em ơi. Ui cái gì đấy? Ông này ông trường đúng không? Anh lại đấm cho to đầu bây giờ. Xem vào đi. Trong sai. Ui. Đây chung còn Heaven. Chết luôn rồi, ok. Phải bắn ốp, anh nhặt ốp cho này. Còn gì này. Anh lại check thông tin nữa. A này. Đấy, tránh ra trường này. Thùng 3 con Reyna. Giữa xài ấy. Con Zed nó bay ở bầm này. Con Zed thì nó đứng trên ô tô ấy. Anh check bóc. Ui mày thế. Sếp có máu không sếp ơi? Ôi thôi cho anh tự hồi lại. Qua B không này. B đi, nó đẩy ra thì B không còn đâu. Ui dồi súng đẹp thế. Anh xin nhá. Anh flash này. Vào mày. Ôi, mất mẹ đâu, mất cái lửa rồi. Có con cuối đâu đấy, nó lần cuối đâu. Đấy là window mà Heaven gì. Cover cho anh back với. Té em ơi, té. Vào cổng tele đi. Tôi nghĩ mấy kia lại đẩy lắm. Ui rồi, mình sấy khẩu M4 này cùi thế nhờ. B đẩy ra. Nani? Omae wa mou shinde iru. Em ơi, nó mò ra đến connector này. Móc 1 nha, Mastercard nha. Rồi, chen móc. Còn thành như City sao ấy. Lem. Hay em ơi. Ôi, nó ném quả smoke này rồi thì vào làm sao được. Nani? Omae wa mou shinde iru. Ôi, trên window. Nghe nó tiếng nó đi qua. Last round before the switch. Nó ăn tin lỗi. Need to drop. Chết bài tơ rồi.
Ui. Trừ 78 em ơi. Rồi. Không sao không sao. Mình chơi bên BL mà chơi đến 10 round tốt lắm rồi. Giờ cố gắng thủ sai nhá. Đi làm trò gì đấy em. Ơ nó tele rồi, tele, tele 1 rồi. 2 tele rồi. Cái này chắc lại đi làm mít rồi. 30 seconds left. Thôi. Không không cho bắt súng, không cho bắt súng. Stack vào với nhau, đi cùng nhau đi. Không cho bắt súng. Ôi trời ơi, làm gì đấy? Anh dám cá 100% nó sẽ đứng sau quả smoke đấy cơ. Mày đứng lên làm gì? Nó chấm hỏi kìa. Nó chấm hỏi kìa. Nó thả xe này. Chúng mồm rồi, mồm. Một mồm rồi, chết rồi. Để anh ném quy bác. Còn một thôi em ơi, một thôi. Ôi chạy đi chạy em ơi, súng 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 súng. Thằng kia chết, thằng kia chết. Nhốt mẹ trong đấy luôn. Hay em ơi. Nó vào sai rồi, nó vào sai này. Có thằng ăn chân trâu này. Ơ à, hết tham à. Có máu không em ơi? Có máu không? À mà anh có máu mà quên mất, quên nick có mà. Ơ, à, C4 là B mà. Vãi lều ạ, à, lú vãi. Hiểu, giờ retake gì nữa. Yếu rồi đấy. Phi luôn này. Cất não đi. Ôi giời, nó có ngoài long nữa. Không bắt được đâu, bỏ đi. Ui, 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 em tôi. Lú vậy đấy. Bây giờ phải đấu skill rồi. Spike planted. Khó vãi trưởng được. Kiếu này, thấy nam mồm rồi. Vẫn một con trong cái chỗ kia, chả biết gọi là gì. Ờ, ven à, ok. Ui, không được rồi, chuẩn 78 em ơi. Thôi để anh thủ B cho, anh thủ B cho. Hai em ơi. Lấy súng được, lấy được, lấy được, lấy được. Hai. Hoặc là lên MP5 cũng được, chơi cháy luôn đi. Mình vẫn còn 5 round mà, 4 round. Đấy, thế xin súng đi. Xin súng đi anh mua cho. Được bảo lần này nó lại đi à nhá. Ai trưởng à. Anh về em ơi, anh back cho, anh back cho. Trường ở lại. Trường ở lại, trường ở lại. Lật thật. Con chuột của tôi thỉnh thoảng nó tự nó nhảy súng các kiểu nó khổ vãi. Chuột từ tận 2013 rồi. Già lắm rồi. Ok. Đi tele em ơi, đi tele luôn, sợ đấy kì. Đi luôn này. Được mà. Đây là luôn. Trên Widow 1 này. Last player standing. One enemy remaining. Nó đâu, nó đâu, nó đâu ấy.
Ok. Được rồi, một round thôi anh em ơi, một round đã thắng rồi. Hai là trong sai. Hay. Reyna trong sai lần cuối. Quang ơi, cẩn thận dưới chân em ấy. Dưới chân em lần cuối. Rồi, thằng em rồi. Đây Valorant anh em nhá. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh tin em làm được. Máu, máu rồi, máu rồi, máu rồi, máu. 30 seconds left. Thùng 3, thùng 3, bắn nó, bắn nó. Ô, bắn đi đâu ấy? Thùng 3 em ơi. Anh em ơi, ôi trời ơi. Chết mất.